mình phải chăm sóc nhau. Bây giờ chỉ còn ba cho con chúng ta. Hai muốn được phòng nào cũng được hết, nhưng mà cái phòng bự nhất phải là của tôi. Ok. Khôn quá ha. Có sợ, nhưng mà em thấy nó thiệt lắm. Cô ở đây là để giúp cho tụi con á. Tối qua hai đứa ngủ có ngon không? Con thấy cái gì đó. Đêm nào không có chuyện ma quỷ. Do ban ngày cô suy nghĩ nhiều về nó quá. Làm gì rảnh mà suốt cả buổi trời. Chỉ là ban đêm con gặp nó, hiểu chưa? Có vấn đề chứ bộ. Còn ở đây nữa rồi. Nếu mà có chuyện gì xảy ra á thì em phải chạy đi nha.